hệ thống khống chế chặt chẽ giữa các hành tinh và con đường giải thoát. Chúng ta hãy nói về những việc ở thiên đàng, vì địa cầu này đôi khi khiến cho chúng ta cảm thấy chán chường và thất vọng. Từ chỗ thất vọng, nhiều người đã làm nên những chuyện sai trái. Nếu không, tất cả quý vị nguyên thủy đều đến từ những cảnh giới rất cao. Một số quý vị đã có những thân thể vật chất, một số không có, tùy theo quý vị đến từ một tinh cầu nào đó. Nhưng tất cả những tinh cầu mà quý vị đã từng đến đều rất tinh tế, thoải mái hơn địa cầu này. Tiêu chuẩn đời sống cao hơn và tổ chức tốt hơn. Tuy vậy, thật đáng tiếc, tinh cầu nào cũng chỉ là tinh cầu và sẽ có một người thống trị. Khi có người thống trị thì sẽ có chính phủ, sẽ có luật lệ, quản lý xã hội. Nếu quý vị thông minh hơn người thống trị, thông minh hơn chính phủ, thông minh hơn lực lượng đang ở đó. Sư phụ không phải nói đến những tinh cầu giải thoát, không phải nói nơi quý vị đang đến, nơi quý vị sẽ đến, nơi sư phụ sẽ đưa quý vị đến. Đó không phải là tinh cầu, đó là cảnh giới của tâm linh. Ở nơi đó chúng ta không còn phải mặc bộ y phục vật chất này nữa, dù ở trong một hình dáng nào. Quý vị sẽ ngạc nhiên khi đến thăm viếng những tinh cầu này. Họ có những kỹ thuật rất tinh vi và tối tân. Những gì chúng ta có ở đây, cho dù loại tốt nhất, cũng chỉ là thứ phế thải từ những tinh cầu khác. Lý do bằng chứng cho thấy quý vị đã đến từ những tinh cầu rất vi tế và một đời sống với phẩm chất cao cả hơn do sự hiện diện của quý vị ở đây. Nếu không phải như vậy, quý vị không thể đến đây. Quý vị bị gửi đến đây, quý vị bị lưu vong ở đây bởi những kỹ thuật cao và những loại canh quý vị uống trước khi quý vị đến đây. Họ ép quý vị phải làm vậy. Quốc gia nào cũng biết đến loại canh này. Điều này rất nổi tiếng. Mọi người đều uống. Có người còn nhớ. Có người có thể uống chén cuối cùng, chỉ còn sót lại một chút, cho nên họ còn một chút ký ức. Những tinh cầu này bản chất của họ rất cứng rắn và quy củ. Họ không thích những cuộc cách mạng. Họ không thích những ý kiến mới. Họ không thích những thiên tài. Nếu quý vị không hợp tác với các chính phủ, nếu không tận tụy với vị thần cai quản ở đó, thì quý vị gặp rắc rối. Có thể họ cảnh cáo quý vị lúc đó, hay họ sẽ gửi quý vị xuống một nơi khác, một nơi không phải trong tinh cầu của họ. Họ không thích những ý kiến đưa lên để làm thay đổi hệ thống, chiếm đoạt ngai vàng hay những việc như vậy, gần giống như địa cầu của chúng ta, ngoại trừ họ có nhiều kỹ thuật tân tiến để kiểm soát. Những người dân ở nơi đó không thể làm gì khác hơn ngoại trừ chấp nhận hoàn cảnh đó hoặc phải đi đến một nơi khác. Nhiều người ở địa cầu nơi đây, đôi khi họ tỉnh thức, đôi khi họ nhớ lại trong giấc mơ hay trong thể nghiệm của họ, những gì họ đã làm trong quá khứ. Họ nhớ lại những kỹ thuật, nhưng cho dù họ nhớ lại, những kỹ thuật nơi đây không bao giờ có thể so sánh với những tinh cầu gốc nơi họ ra đi. Tinh cầu nơi họ ra đi cũng có những chúng sinh vô hình và hữu hình. Những chúng sinh vô hình có nhiều lực lượng và uy tín hơn chúng sinh hữu hình, cho nên họ kiểm soát giống như những công dân ưu tú. Những người có thân thể hữu hình thông thường chỉ làm những công việc thế tục hoặc những công việc không quan trọng trong xã hội, trở thành một giai cấp thấp kém khốn khổ trong những tinh cầu này. Nếu như họ cố gắng làm một điều gì đó khác biệt, làm phiền lòng chính phủ hoặc người thống trị ở đó, thì họ sẽ bị lưu đày đến một nơi như địa cầu chúng ta. Trước đây chúng ta đã từng bị những hệ thống tinh cầu kiểm soát gắt gao hơn. Họ có những kỹ thuật tối tân hơn, họ có năng lực thôi miên cao hơn. Họ làm cho chúng ta quên đi tất cả và chúng ta không có cách nào ra khỏi địa cầu này cả, ngoại trừ được các vị minh sư giáng trần đưa quý vị đi bằng con đường bên trong, không phải bên ngoài. Nhưng bất kể vị minh sư nào xuống đây, họ cũng phải chịu vô vàn đau đớn hoặc chết sớm như Chúa Giê-xu. Ngay cả Đức Phật thời bấy giờ cũng bị khốn khổ rất nhiều. Ngài bị vu khống hay thương tích, đôi khi bị đói khổ hay đủ các loại phiền toái. Một vài ví dụ vậy.
Bởi vì những ngày này, các vị minh sư đã cố gắng rất nhiều để giúp đỡ những người tha thiết muốn về nhà, bởi vì họ không biết họ đã từ đâu đến. Chúng ta không phải tiến hóa từ động vật, bởi vì chúng ta đã là con người. Chúng ta được làm theo hình dạng con người, do đó DNA của chúng ta vẫn là con người. Nếu chúng ta chuyển sang thế hệ kế tiếp, nó cũng sẽ có cùng DNA, đó là con người. Lý do tại sao một anh chàng hoặc một cô gái nào đó trông giống như một trong những loài linh trưởng là bởi vì người đó đã được tạo nên cùng một công ty, từ một nghệ sĩ đã sản xuất ra con người và khỉ, các loài khỉ đột cùng một lúc. Người nghệ sĩ đó thích hình dáng như vậy, họ đã sáng tạo ra khỉ và con người. Đôi khi trông rất giống nhau, vì vậy đôi khi chúng ta nhìn vào con khỉ và nhìn vào chính mình, chúng ta nghĩ, à, trông cũng giống, nhưng chúng ta không phải đến từ loài khỉ. Hầu như 99% quý vị nhân loại và các loài động vật được vận chuyển bằng phi thuyền từ một nơi nào đó đến với địa cầu này, lúc địa cầu còn là một vật thể sáng tạo rất sơ khai. Đầu tiên nơi này có khủng long và các loài như vậy. Sau đó họ cảm thấy rằng các loài này không phải tốt nhất, nên họ đã tạo nên lũ lụt hoặc hoàn cảnh khó khăn để loại chúng ra khỏi nơi đây. Những người thống trị hành tinh hay cư dân vô hình tại thời điểm đó, họ có thể bay, có thần thông, sáng tạo được nhiều thứ. Họ cảm thấy trống vắng. Họ cần điều gì khác. Họ không cần khủng long nữa, vì vậy họ đặt một mặt hàng khác. Tùy theo các nghệ sĩ sáng tạo ra một điều gì đó, sau đó họ xem xét có thích hay không. Thế là họ thích. Nhiều hành tinh thích được như chúng ta. Kiểu dáng này trông rất thời trang. Quý vị sẽ ngạc nhiên vì nhiều hành tinh không có loài người như chúng ta. Họ cũng có những chúng sinh có thể xác, nhưng chỉ có thể đi đứng và nói chuyện hoặc làm việc như chúng ta. Có một số nơi cũng giống như chúng ta, nhưng trước khi con người được tạo ra, họ không giống như vậy. Họ có thể có hình dáng khác nhau. Sư phụ không biết giải thích thế nào cho quý vị. Quý vị có thể xem nhân vật Lucas trong bộ phim Chiến tranh Liên Hành Tinh, Star Wars, trông giống vậy. Vì vậy, loài người chúng ta là sáng tạo đẹp nhất. Thật là như thế. Sư phụ đã nhìn thấy chúng sinh nơi đó, họ không xinh đẹp bằng. Đó là ý kiến riêng của sư phụ. Tất nhiên, vẻ đẹp là từ cách nhìn của người hâm mộ. Nhưng theo ý kiến riêng của sư phụ, con người vẫn là đẹp nhất, hoàn thiện nhất trong tất cả chúng sinh, với hệ thống thần kinh tinh tế, với trí thông minh, sức sáng tạo, kể cả thần thông. Quý vị biết đấy, một số người vẫn còn có thần thông bởi vì họ đến từ các hành tinh có thần thông. Họ sử dụng thần thông trong mọi lúc, trong mọi việc. Một số họ đang có mặt ở đây, bằng cách nào đó họ đã đánh thức được khả năng của họ. Họ chỉ được đánh thức khả năng này trong những trường hợp phi thường, hoặc họ được học với những vị thầy, những người biết thần thông, thì họ được thừa kế. Họ được đánh thức khả năng vốn có của họ. Trong số quý vị thật sự cũng có thần thông, nhưng quý vị đã bị khóa lại, bị xóa đi tất cả những ký ức của quý vị là ai, quý vị từ đâu đến, và quý vị có thể làm được gì. Quên hết tất cả. Vì thế, vào lúc truyền tâm ấn, sư phụ dặn quý vị, nếu quý vị có thần thông thì không nên sử dụng chúng. Nếu quý vị được đánh thức năng lực này, hãy đừng sử dụng chúng. Vì sau đó quý vị có thể bị lôi cuốn trở lại tinh cầu của quý vị. Đó không phải là một hành tinh giác ngộ. Nơi hành tinh giác ngộ, họ không sử dụng thần thông. Mọi thứ đều tự nhiên, giống như Chúa Giê-xu. Có ai đó chạm vào quần áo của Ngài, sau đó họ được chữa lành một căn bệnh nặng. Họ ca ngợi Ngài và cảm ơn Ngài. Ngài nói, đức tin của ngươi chữa lành cho ngươi. Hay Đức Chúa Trời chữa lành ngươi qua ta. Bản thân Ngài không sử dụng thần thông. Cho nên bất cứ điều gì quý vị nhận được từ sư phụ, trước hoặc sau khi tâm ấn hay trong lúc tâm ấn, tất cả đều đến tự nhiên. Các ngài thậm chí không cần phải niệm bất kỳ thần chú hoặc làm bất kỳ cử động nào, hoặc làm bất cứ điều gì
có chủ ý để chữa lành người này hoặc người nọ, người kia. Thật là phiền phức nếu quý vị phải sử dụng thần thông. Điều này rất hạn chế. Quý vị chỉ có thể sử dụng nó cho một số người, tối đa là 10 người. Quý vị không thể sử dụng nó cho bất cứ ai, bất cứ lúc nào, trong bất kỳ tình huống nào và tự động. Mọi việc diễn ra không mất thậm chí một sát na nào. Sử dụng thần thông phải mất nhiều thời gian hơn. Quý vị phải thực hành một thời gian rất dài để ghi nhớ câu thần chú này, làm tư thế nọ trong nhiều năm để quán triệt được điều đó, ngoại trừ một số người họ được đánh thức khả năng thần thông tự nhiên trước khi họ đến hành tinh này. Có thể họ vừa mới đến từ các hành tinh khác, họ mới bị lưu đày, bị gửi xuống và không thể quay về. Bất cứ ai bị gửi đến hành tinh này là vô phương cứu chữa. Khi quý vị ở đây, làm điều gì nhớ đừng gây phiền phức. Bởi vì nếu quý vị gây rắc rối, quý vị sẽ gặp nhiều rắc rối. Quý vị không bao giờ có thể trở lại hành tinh nơi quý vị ra đi, vì họ đã từ chối quý vị rồi. Đó là vấn đề. Đó là lý do quý vị không thể quay về, ngoại trừ được một vị thầy từ trên cao xuống. Các ngài biết đường, biết bí mật và có năng lực để làm điều này. Kể từ hôm nay, sau khi tâm ấn, linh hồn quý vị được giải thoát. Quý vị là người nam tự do, người nữ tự do, những chúng sinh tự do một cách tuyệt đối. Nhưng quý vị phải bảo đảm tuân theo các giới luật, tránh bị những kẻ xấu lại có cơ hội kiểm soát quý vị. Bởi vì họ có luật lệ ở khắp mọi nơi. Một khi họ kiểm soát quý vị một lần nữa, thật khó cho quý vị gặp được minh sư hay vị thầy nào đó có thể dìu dắt quý vị trở về. Vị minh sư sẽ không đưa quý vị trở lại nơi quý vị đã xuất phát. Nơi đó thật đáng sợ. Họ sẽ xử tội quý vị, bức hại quý vị, gây rắc rối cho quý vị. Vì vậy, các vị minh sư sẽ mang quý vị đến một nơi tốt hơn, một cảnh giới giác ngộ, giải thoát, từ bi và yêu thương. Trong thế giới đó, không có cả từ vựng từ bi hay yêu thương, bởi vì không cần thiết. Nơi ấy bình thường là như thế. Quý vị hãy nhớ giữ các giới luật nơi địa cầu này. Đừng làm hại người khác, dĩ nhiên là không có sát hại ai. Không trộm cắp, không nói dối, không có quan hệ xấu giữa nam và nữ. Không có sự tìm hiểu thân thể người ta quá gần gũi. Không sử dụng chất kích thích. Nếu quý vị có sử dụng, hãy ngưng lại và bỏ ngay. Hãy giữ gìn những giới luật để lực lượng của ma quỷ không chú ý đến quý vị, bởi vì họ đã quen trừng phạt đối với những người không giữ nguyên tắc. Những nguyên tắc đôi khi rất vô lý trên địa cầu này, vì vậy đừng để họ chú ý. Một số đông người đến từ các hành tinh cao hơn. Hầu hết chúng ta đều đến từ các hành tinh cao hơn. Một người có công nghệ cao hơn không có nghĩa là có tâm linh cao hơn. Hai điều này khác nhau. Vì vậy, một người có những phát minh công nghệ cao hoặc siêu máy tính không có nghĩa là họ đã khai ngộ trong tâm linh. Họ có năng lực này vì họ biết cách và sở hữu công nghệ cao, nhưng họ sử dụng nó cho mục đích xấu. Họ kiểm soát các cư dân, những người đang bị lưu đày nơi đây với một ý định xấu, cứng rắn và không dân chủ. Sư phụ không thích điều này. Khi nhìn thấy việc này xảy ra rất nhiều, sư phụ thật sự không đành lòng, nên sư phụ quyết định tâm ấn trở lại cho quý vị. Vì vậy, quý vị rất may mắn. Hãy cảm ơn Thượng Đế. Sư phụ biết rất rõ, sư phụ sẽ bị đau khổ trong cách này hay cách khác, nhưng sư phụ vẫn làm. Không quan trọng lắm. Trong thời điểm này, sư phụ đã đủ cao, nên dù có vãng sanh cũng chẳng sao. Nhưng tốt hơn là không, bởi vì địa cầu của chúng ta vẫn chưa ổn định và con cái sư phụ chưa trưởng thành. Không phải mọi người đều đã lớn. Quý vị vẫn còn gặp rắc rối hàng ngày. Mẹ ơi, sư phụ ơi, con bị ngứa. Ôi, con bị cắt tay, sư phụ giúp con, bị chảy máu. Sư phụ ơi, xe con bị hư. Sư phụ ơi, đồng hồ báo thức của con bị hư, sáng mai giúp đánh thức con.
giúp cho quý vị có thể thức dậy đúng giờ đi làm, kiếm được vài ngàn đô la một tháng. Cũng tốt đó, nhưng thời gian quý báu của quý vị 8 giờ, 10 giờ một ngày chỉ vì một vài ngàn đô la. Quý vị tuy cần, nhưng hãy tưởng tượng xem, nếu quý vị có thể sử dụng thời gian này để ngồi thiền, quý vị sẽ kiếm được nhiều hơn biết bao. Loài người được đến từ một xã hội cao hơn, họ có tư tưởng phóng khoáng. Có một số là các nhà phát minh công nghệ cao, khoa học gia, y sĩ, kỹ sư ở quê nhà. Sau đó, vì phạm lỗi, họ đã bị lưu đày xuống đây và quên hết tất cả, quên hết tài năng, quên hết sự tự do mà họ có và quên luôn cả sự vinh quang xưa kia của mình trước khi họ xuống đây. Nhưng bằng cách nào đó, sâu thẳm trong tâm trí họ, họ cảm thấy điều gì đó không đúng về môi trường, về hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Vì vậy, họ cảm thấy rất thất vọng. Đó là lý do tại sao không ai hạnh phúc trên địa cầu này. Họ tranh chấp, hãm hại lẫn nhau, chiến tranh, trộm cắp và lừa dối nhau. Chúng ta đã cạnh tranh đến mức giết hại lẫn nhau vì nỗi thất vọng bên trong. Không ai có thể trả lời câu hỏi của họ. Tôi từ đâu đến? Tôi đã đến từ đâu? Tôi đang làm gì ở đây? Tại sao tôi ở đây? Vân vân. Vì vậy, bất cứ khi nào quý vị cảm thấy thất vọng, quý vị hãy nhận ra bộ nhớ của quý vị đang thức tỉnh một chút nhé. Hãy bình tĩnh. Khi quý vị cảm thấy thất vọng, cô đơn, gặp rắc rối, hãy ngồi thiền, tắm gội, nghe những bài hát yêu thích hoặc nghe sư phụ thuyết giảng. Chọn những bài nào nhẹ nhàng và ca ngợi, không nên chọn bài la mắng. Bảo quý vị làm điều nọ, điều kia, như vậy là không đúng. Khi gặp hoàn cảnh chán nản, hãy nghe những bản nhạc lãng mạn của sư phụ, hoặc nghe những lời như hôm nay. Sư phụ nói quý vị đã tốt như thế nào, quý vị đã vinh quang như thế nào. Quý vị chỉ là nạn nhân của một hệ thống tàn nhẫn thôi. Đó là lý do tại sao sư phụ rất tức giận. Sư phụ giận họ. Sư phụ càng giận họ, sư phụ càng yêu thương con người. Ý sư phụ là yêu tất cả chúng sinh trên địa cầu này. Vì vậy, sư phụ đã quyết định, dù trong số quý vị có một số là những trứng xấu, sư phụ vẫn tiếp tục cho người mới thọ pháp, với hy vọng rằng họ sẽ thực sự thức tỉnh, và rồi họ sẽ được mãi mãi, mãi mãi tự do. Sau đó họ có thể đến bất kỳ hành tinh nào họ muốn. Họ có thể luân hồi trở lại trong thân thể con người nếu muốn, nhưng họ không phải bị ép buộc, làm trái với ý muốn của họ, rồi lại bị giam vào địa cầu khủng khiếp này mãi mãi. Địa cầu của chúng ta nhìn bề ngoài thì rất đẹp, nhưng bên dưới là lửa rừng rực, sôi sùng sục. Không chỉ sôi bình thường, mà sôi rất dữ dội, gần như sức nóng của mặt trời. Sức nóng này đã xuất phát từ khí ga sôi sùng sục. Bên ngoài trông có vẻ mát mẻ. Có lẽ bên ngoài là một lớp vỏ. Lớp vỏ này thoáng mát, nhưng bên trong vẫn còn chứa đầy lửa. Vì vậy mà chúng ta đã bị những trận động đất, bị núi lửa phun trào, và do đó đã ảnh hưởng đến chất lượng nước, đại dương và các tài nguyên khác. Rồi thêm nữa, một số người đến từ các hành tinh khác, ký ức về thói quen phát minh, kiến thức về hủy diệt được thức tỉnh, rồi phát minh ra một số quả bom. Sau đó thử nghiệm chỗ này, tên lửa nơi kia, hắt bom chỗ nọ. Bất cứ nơi nào có bom đạn, bầu không khí nơi ấy sẽ bị quấy nhiễu, hủy diệt tầng ozone, tuy không hoàn toàn, nhưng làm tổn thương tầng khí quyển bảo vệ địa cầu, làm thay đổi hệ sinh thái, phá hủy mọi thứ, từ từ hoặc nhanh chóng. Một số trong đó là không có khả năng thay thế. Nhiều loài đã bị hủy diệt, nhiều sinh vật đẹp đã bị tuyệt chủng. Không ai có thể thay thế chúng được, ngay cả bây giờ cũng không khôi phục được. Cũng như quý vị không thể đặt hàng từ các công ty cũ, những công ty không còn nữa. Chẳng hạn như có một số công ty bị phá sản vì họ không kiếm được đủ lợi nhuận, nên họ đóng cửa. Cách làm việc cũng giống như địa cầu của chúng ta vậy. Vì vậy, không phải như quý vị nghĩ, không sao, đừng bận tâm.
Có lẽ một ngày nào đó chúng ta có thần thông, chúng ta sẽ kiến tạo lại. Quý vị có năng lực sáng tạo. Đôi khi quý vị có thể sáng tạo ra một hoặc hai người, hoặc một con chim, hoặc hai con chim nếu quý vị có mô hình, hoặc nếu quý vị nhớ được những gì quý vị đã làm trước đây. Nhưng điều này không phải là toàn thể muôn loài. Chúng ta đang nói đến sự đa dạng của sinh vật. Nhiều loài trong đó rất có lợi ích cho cuộc sống của chúng ta. Chúng tô điểm cho địa cầu của chúng ta trong mọi mặt. Trước kia địa cầu của chúng ta tốt đẹp hơn khi loài vật không ăn thịt lẫn nhau, khi chúng ta không chống đối nhau. Nhưng đôi khi vì sự bực dọc, bị xúi dục bên trong bởi những chúng sinh phủ định và quỷ quái, chúng ta đã làm nên những điều xấu. Chúng ta thậm chí không biết mình gây ra. Vì vậy, nhiều tội phạm, người bị gọi là tội phạm đã bị bỏ tù một cách bất công. Những người cần phải bị trừng phạt hoặc bị bỏ tù chính là những chúng sinh xấu xa, những cái trứng thối, quỷ quái từ các hành tinh khác, hiểu không? Họ đã kiểm soát địa cầu chúng ta hàng vô số kiếp, hàng trăm ngàn năm. Trước đó có những hệ thống kiểm soát khác nhau và hệ thống cuối cùng hầu như đã biến mất, nhưng vẫn còn rất nhiều máy móc lưu lại. Chưa ai có thể xóa sạch hết để giải thoát địa cầu của chúng ta. Chưa có ai có thể ngăn chặn được chất độc này đã xâm nhập vào linh hồn của chúng ta lúc linh hồn rời khỏi thể xác. Chưa có ai có thể làm được điều này ngoại trừ phương cách của Đức Phật, phương cách của Đức Chúa Giêsu. Các ngài đã truyền đạt trực tiếp, câu thông trực tiếp, đánh thức trực tiếp từ bên trong. Bên ngoài chúng ta không thể làm được nhiều, bên trong chúng ta có thể làm được bởi vì chúng ta là linh hồn. Trong linh hồn chúng ta có một lối ngõ câu thông nhau. Giống như một chiếc máy truyền hình giản dị, chúng ta có thể xem những chương trình từ hàng ngàn dặm xa, băng qua biển, băng qua núi. Nếu nói linh hồn chúng ta không thể câu thông được thì thật là một chuyện đùa. Thật là một trò đùa khi linh hồn này không thể câu thông với linh hồn khác. Thế nhưng chúng ta đã bị ngăn cách, quý vị thấy không? Có một lối ngõ ở nơi đây, quý vị từ đó có thể về nhà. Khi được khai mở, quý vị được tự do. Một khi được mở ra, quý vị được tự do, chỉ vậy thôi. Nhưng quý vị phải kiên trì bước về nhà quý vị. Quý vị có thể đi xe, đi bộ hay tung cánh bay, làm bất cứ điều gì để về nhà, chỉ vậy thôi. Quý vị đã được tự do. Sau khi tâm ấn, quý vị được tự do, tự do, tự do. Đó là tất cả những gì sư phụ có thể làm cho quý vị. Đó là tất cả những gì sư phụ có thể hứa với quý vị. Hãy sống cho xứng đáng, sống tốt. Master Thanh Hải, Vô Thượng Sư Khai Thị, vào ngày 23 tháng 7 năm 2017.